tin 24 giờ xin chân thành cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi trong suốt thời gian qua. Nếu có những đóng góp, quý vị xin hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để ban biên tập của chúng tôi kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những điểm tin chính ngay sau đây. Mưa bão kinh hoàng đã làm cho hai đập nước khổng lồ tại Nội Mông, Trung Quốc bị vỡ tan. Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, hai con đập khổng lồ ở thành phố Hồ Luân, Bối Nhĩ thuộc vùng Nội Mông, miền Tây Bắc Trung Quốc đã bị sập trong chiều ngày hôm qua, 5 tháng 7 năm 2023. Người dân sống ở hạ nguồn đã được sơ tán và hiện nay chưa ghi nhận thương vong nào, đồng thời cảnh báo nguy cơ mất an toàn cho hệ thống cơ sở hạ tầng xuống cấp trong mùa mưa lũ. Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, hai con đập này đã tạo nên các bể chứa nước khổng lồ với sức chứa lên tới 44 triệu mét khối nước. Trong tuần qua, thành phố Hồ Luân, Bối Nhĩ đã phải hứng chịu lượng mưa lên tới 387 mm, trong khi lượng mưa tại trạm quan sát Molidawa ở trung tâm Nội Mông đo được là 423 mm. Chính quyền thành phố Hồ Luân, Bối Nhĩ cho biết thời tiết cực đoan đã ảnh hưởng tới 160.660 người và hơn 201.500 hectare đất nông nghiệp bị ngập lụt. Nhiều cây cầu và hệ thống cơ sở hạ tầng khác cũng bị phá hủy. Trong cùng ngày, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cũng đã ban bố cảnh báo màu vàng trước nguy cơ xảy ra dông bão tại nhiều khu vực nước này và khuyến cáo các chính quyền địa phương áp dụng các biện pháp để phòng chống lũ lụt. Trung tâm này dự báo vào lúc 8 giờ ngày hôm qua đến 8 giờ ngày hôm nay, mưa lớn sẽ trút xuống các khu vực Nội Mông, Hắc Long Giang, Thiểm Tây, An Huy, Hồ Bắc, Trùng Khánh, Quý Châu và Hồ Nam. Nhiều khu vực thuộc tỉnh Sơn Tây, Hà Nam, Vân Nam và Quảng Đông sẽ có mưa dông với lượng mưa lên đến 360 mm. Một số vùng sẽ chịu ảnh hưởng của gió mạnh và mưa bão với lượng mưa hơn 250 mm trên giờ, đặc biệt là khu vực Giang Tô và Quảng Đông, nơi đang bị mưa bão với lượng mưa lớn và gió mạnh gây ngập lụt, thiệt hại nặng nề. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã khuyến cáo các chính quyền địa phương cần phải đề phòng nguy cơ ngập lụt và lở đất, theo đó dừng tất cả các hoạt động ngoài trời ở những khu vực nguy hiểm. Kính thưa quý vị, nhân quả báo ứng đang đổ lên đầu chính quyền ông Tập Cận Bình. Khi đêm hôm qua, tới rạng sáng ngày hôm nay, một cơn mưa to kéo dài suốt 9 tiếng đồng hồ đã nhấn chìm các tỉnh như Thượng Hải, Quảng Đông, Quảng Tây, Vũ Hán, Hồ Bắc, làm cho thủ đô Bắc Kinh cùng nhiều nơi ngập chìm trong biển nước. Quý vị thân mến, người ta nói rằng, cuộc đời có vay có trả, luật nhân quả sẽ không từ bất cứ một ai, ác giả thì ác báo. Có lẽ đến lúc này đang ám chỉ Trung Quốc. Trung Quốc đang gánh chịu muôn vàn hậu quả. Từ đầu tháng 6, toàn Trung Quốc chỉ là nước với nước. Nói về tội ác của Trung Quốc thì nhiều vô kể, nhưng chúng ta chỉ nói đến những việc mà Trung Quốc làm đối với Việt Nam chúng ta mà thôi. Chẳng nói gì xa xôi, ngay từ đầu tháng 2 năm 2020 khi dịch bệnh bùng phát, Việt Nam của chúng ta dù đang gặp nhiều khó khăn nhưng cũng đã cử người đến thành phố Vũ Hán và gửi hàng hóa để ủng hộ cứu giúp Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc vẫn cho tàu chiến đâm chìm tàu cá ngư dân Việt Nam ở ngay gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Rồi đến tháng 5, chúng ra lệnh cấm đánh bắt cá ngoài biển Đông quanh quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, ngay chính vùng biển của mình. Chúng lý giải rằng những vùng biển này đang có tranh chấp và nó thuộc phạm vi 12 hải lý xung quanh con đường lưỡi bò mà chúng tự vẽ ra và tự thừa nhận. Chứ trên quốc tế, không một ai, không một nước nào thừa nhận con đường lưỡi bò của phía Trung Quốc. Những hành vi trên của Trung Quốc là không thể dung tha và chấp nhận được. Trời không dung, đất không tha, cho nên mẹ thiên nhiên và ông trời được cho là vẫn tiếp tục trút những cơn mưa dữ dội về phía Trung Quốc. Bão tố liên tục mịt mờ, liên tục đổ bộ bồi mưa lớn đến khi nào vỡ con đập Tam Hiệp thì mới thôi. Và đây chính là nhân quả báo ứng hay còn gọi là nghiệp quật đang đổ lên đầu chính quyền ông Tập Cận Bình. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng những việc làm sai trái phía Trung Quốc đã làm hại cho biết bao nhiêu người dân Việt Nam chúng ta, thiệt hại biết bao nhiêu của cải, cuộc sống của ngư dân bị đảo lộn, không được ổn định. Hiện tại dịch bệnh Covid mà chính Vũ Hán Trung Quốc là nơi bùng phát đã làm đảo lộn cuộc sống tươi đẹp của Việt Nam chúng ta nói riêng và thế giới nói chung, để đến bây giờ Trung Quốc phải hứng chịu hậu quả khi để sổng con virus không khai báo kịp thời với thế giới để thế giới đề phòng chuẩn bị phòng tránh nó. Tiếp đến là đầu tháng 6 tới nay, khi mưa lũ hoành hành tại Trung Quốc, người dân của Trung Quốc chạy như ong vỡ tổ, nhà cửa thì bị chìm trong biển nước, ô tô biển hiệu phương tiện trôi lênh láng trên đường, bởi vì đường phố của Trung Quốc bây giờ đã biến hết thành sông, thành hồ. Những ngôi nhà 4-5 tầng bây giờ chỉ còn cái nóc là không bị ngập. Thảm cảnh kinh hoàng mà lịch sử chưa bao giờ xảy ra đối với cả Trung Quốc. Nhiều quý vị nói rằng
những hình ảnh thiên tai lũ lụt của Trung Quốc chỉ có trên phim ảnh hoặc hư cấu, nhưng nó lại đang xảy ra hoàn toàn đối với Trung Quốc ở thời điểm hiện tại, khiến cho thế giới cũng phải thương xót. Thế vậy, chính phủ Việt Nam đã viện trợ cho phía Trung Quốc nhiều lương thực, thuốc men để Trung Quốc chống thiên tai và nạn đói. Nhưng nào ngờ nhận được sự đền ơn của Trung Quốc bằng việc tàu chiến của Bắc Kinh vẫn đang tập trận bắn đạn thật, máy bay của Trung Quốc vẫn lượn xung quanh quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa để uy hiếp Việt Nam. Hạm đội Hải Nam vẫn ngày đêm tập trận bồi đắp đảo nhân tạo nhằm nuốt 95% diện tích Biển Đông. Trung Quốc vẫn chứng nào tật nấy, vẫn đem quân muốn xâm chiếm Biển Đông của chúng ta và một số nước trong khu vực. Nói thế để biết rằng chính quyền của ông Tập Cận Bình là một loại như thế nào rồi. Và nhiều nước họ đang tránh xa Trung Quốc không phải bởi vì họ sợ chính quyền ông Tập, mà ở đây là họ không muốn kết giao kết thân, không muốn giữ mối quan hệ đối với cả phía Trung Quốc nữa. Nói một cách khác, Trung Quốc làm mất lòng tin đối với thế giới. Cho nên trên thế giới đã có rất nhiều nước như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Nga tuyên bố sẽ chấm dứt mối quan hệ đối với Bắc Kinh bởi vì họ không muốn dây dưa với cả Trung Quốc nữa. Kính thưa quý vị, ông trời luôn có mắt, pháp luật thì luôn bảo vệ lẽ công bằng. Trung Quốc gieo gió thì ắt gặp bão. Việt Nam của chúng ta nhân từ hiền hòa cho nên được trời đất bảo vệ. Trung Quốc muốn chiếm Biển Đông thì ông trời cho mưa. Trung Quốc muốn dùng vòi rồng phun vào tàu nước của chúng ta thì ông trời cho vòi rồng quật đổ nhiều khu vực của Trung Quốc. Trung Quốc muốn đem con virus và vũ khí sinh học lan ra toàn thế giới thì ông trời đã để sống con virus toàn thành phố Vũ Hán và 31 tỉnh thành của Bắc Kinh. Trung Quốc muốn chiếm lãnh thổ, lãnh hải của Triều Tiên, Ấn Độ, Myanmar thì đập tam hiệp của Trung Quốc ắt sẽ phải vỡ. Và khi nó vỡ, nó sẽ nhấn chìm toàn bộ đất nước của Trung Quốc. Bản đồ của thế giới sẽ không còn tên của Bắc Kinh nữa. Như vậy thì chính quyền ông Tập Cận Bình sẽ bị tan vỡ và bị sụp đổ. Và nhiều tội ác của Trung Quốc mà chúng ta bản tin ngắn này không thể liệt kê ra hết cho quý vị khán giả nghe. Từ đây, nếu cảm thấy những lời nói trên của ban biên tập chúng tôi là chính xác thì hãy để lại một lượt bình luận và một lượt like, đăng ký kênh. Đừng quên bổ sung những tội ác của Bắc Kinh, của chính quyền ông Tập Cận Bình để mọi người thảo luận với nhau, đưa ra ý kiến. Thưa quý vị, một số tội ác trên đã khiến cho Trung Quốc nhận lại kết quả của thiên tai dịch bệnh khiến cho mưa lũ liên tục xuất hiện từ đầu tháng 6 vừa qua mà chưa có dấu hiệu giảm. Điện, đường, trường, trạm bị phá hủy, vỡ đê, vỡ đập khắp nơi, người dân sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Còn người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, được cho là vẫn ăn sung mặc sướng, chăn ấm đệm êm. Hàng ngày vẫn không quên ủ mưu đem quân đội của mình đi gây gổ xâm chiếm Biển Đông. Và nếu những hành động trên mà không dừng lại thì chắc chắn Trung Quốc còn gánh chịu nhiều hậu quả thiên tai dịch bệnh. Theo một nguồn tin đáng tin cậy cho biết, mưa lũ ở Trung Quốc chưa chấm dứt, Trung Quốc lại xuất hiện thêm mầm mống bệnh truyền nhiễm khác. Bệnh này được cho là còn nguy hiểm hơn COVID-19, nhưng phía Trung Quốc đang giấu thông tin này với cả thế giới. Và nếu như nguồn tin trên là sự thật thì chắc chắn Trung Quốc sẽ bị lụi tàn, bị đánh sập vào tháng 12 năm nay. Đây chính là lời tiên tri của cậu bé Ấn Độ nổi tiếng trên thế giới. Cậu bé tiên tri rằng vào năm 2023 là một đại họa của Trung Quốc, quả đúng là không sai. Và cậu bé còn dự báo rằng cuối năm nay Trung Quốc sẽ sụp đổ nếu như chính quyền ông Tập Cận Bình không tu tâm tích đức, đối xử tốt với một số nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Kính thưa quý vị, một số cư dân mạng bình luận rằng dường như ông trời mẹ thiên nhiên đang muốn quét sạch Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhất là ông Tập Cận Bình, người được cho là cầm đầu chuyên đi xâm chiếm Biển Đông, lãnh thổ của các nước khu vực, trong đó có Việt Nam. 100 triệu người dân Trung Quốc hoan hô và hưởng ứng mạnh mẽ khi lực lượng biên phòng, các lực lượng chức năng khác của Việt Nam đã phát hiện bắt sống một số người Trung Quốc vượt biên trái phép vào lãnh thổ của Việt Nam bằng đường mòn biên giới và đang lẩn trốn ở thành phố Hà Nội cũng như một số tỉnh phía Bắc, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Ninh. Kính thưa quý vị, trong suốt những ngày vừa qua, đã có nhiều tờ báo quốc tế cũng như các trang mạng xã hội đưa tin về tình hình mưa lũ, bão tố mịt mù ở Trung Quốc. Kèm theo đó là rất nhiều bình luận của cư dân mạng. Nhiều người nói rằng, sấm sét có đánh trúng cơ quan đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình thì cũng không hết tội. Còn có rất nhiều ý kiến bình luận rằng, mong trời và đất hãy tiếp tục ra tay trừng trị tận gốc Trung Quốc, bởi vì chỉ có như vậy thế giới mới được bình yên. Hầu hết các ý kiến đều nói Trung Quốc chính là nguyên nhân gây ra những rắc rối trên thế giới. Điều đó đã được minh chứng qua những cuộc đụng độ nảy lửa trên Biển Đông, đối đầu căng thẳng ở biên giới, đánh chiếm quần đảo ở Vịnh Bắc Bộ, đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam, gây ra nhiều vấn đề rắc rối cho thế giới như đại dịch COVID-19. Ngoài ra còn gây ra nhiều hiềm khích với Mỹ, luôn nuôi tham vọng nguy hiểm hòng khống chế thế giới. Còn rất nhiều tội ác mà chúng tôi không thể kể hết ra đây được. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà trong suốt gần 2 tháng vừa qua, bầu trời của Trung Quốc liên tục u ám, đen tối, mang theo những cơn mưa to đến rất to,
liên tục ồ ạt trút hàng tỷ mét khối nước từ trên thượng nguồn của con đập Tam Hiệp xuống hạ lưu con sông Dương Tử, từ đông sang tây, từ bắc tới nam, thiệt hại là không thể nào quy đổi ra tiền. Thế nhưng chính quyền ông Tập Cận Bình một mặt nói rằng dân chúng của Trung Quốc vẫn đang bất ổn, quân đội của Bắc Kinh vẫn bắn đạn thật tập trận rầm rộ ở ngoài Biển Đông. Mặt khác, ông Tập lợi dụng việc mưa bão kéo dài trong nhiều ngày qua để kêu gọi các nước trên thế giới, nhất là các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, hãy ủng hộ Trung Quốc bằng tiền, lương thực, thực phẩm hoặc bằng vàng cũng được, để Trung Quốc phân phát cho người dân đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất vì nhà cửa họ đã bị lũ cuốn trôi đi hết rồi. Kính thưa quý vị, vào đêm ngày hôm qua, mùng 5 tháng 7 năm 2023, trên một tờ báo địa phương Trung Quốc cho biết lũ lụt tồi tệ nhất đất nước này trong nhiều thập kỷ có nguyên nhân một phần do sự nóng lên toàn cầu, cải tạo đất trái phép của Trung Quốc. Tờ báo của Trung Quốc cho biết mùa hè năm nay, hàng chục triệu người trên khắp đất nước Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi những cơn mưa xối xả gây ra lũ lụt lở đất ở các thành phố, làng mạc tại hàng chục tỉnh phía Nam Trung Quốc. Đây là trận lụt tồi tệ tận nhất tấn công Trung Quốc trong nhiều thập kỷ qua. Mưa lớn vùi dập 27 trên 31 tỉnh kể từ đầu tháng 6 tới bây giờ, ảnh hưởng đến khoảng 97 triệu người, khiến 1.550 người chết và mất tích. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc vào ngày hôm qua cho biết thiệt hại kinh tế cho đến nay ước tính khoảng 100 tỷ nhân dân tệ, nhưng con số này được cho là thống kê chưa đầy đủ, còn thực tế nó phải gấp hàng trăm lần. Lũ lụt ở Trung Quốc bắt đầu ở tỉnh Quảng Tây và Hồ Nam vào đầu tháng 5. Những trận mưa lớn đã tàn phá khắp các vùng ruộng lớn của đất nước, bao gồm tỉnh Giang Tây ở phía đông, An Huy ở phía nam và Hồ Bắc ở miền trung. Ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ được nâng lên mức cảnh báo cao nhất ở nhiều nơi. Và những thông tin trên đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Bản tin của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.